Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiếu quang miên chiếu từ trung ngã tích tàng cung giàn kim phục hoàng thần cần thánh chúa tiên trung vương. Văn sơ dâng lên thương lành, văn sơ dâng lên tôn quan tâu đôi ghi chép tiên rõ ràng thư cho nhị tự thường sinh. Trương mã trương đàn quan về trương mã trương đàn cuồng phụ đệ tử muôn muôn đàn tốt tươi ơn trên tiếp lộc an tài. Chính túc nghi
lòng đầu hồ đâu gì thường thương đình phú quý chính vương quan hiền đầu. Gặp vận nước, gặp vận nước tương điều quý biến cảnh cảnh tiêu linh khi nước sụp sôi. Tôn quan ra sức phù đời, hương thiêng xuất chân dẹp loài cuồng sâm. Truyền kỳ binh các ngà tiên công, bộ binh nghi mã tiên công hòa bài hồ lệnh sát vòng vòng mì hồ phi. Thank you.
gồm vẹn ninh đức gồm vẹn thông dòng hoa bạc bẩm sinh thành bẩm sinh thành tứ chất dòng nhà cung thỉnh mời quan thái tử đệ tam phương phi diệt ma ở tòa lãnh giang cầm cầm
kéo quân về, kéo quân về người đóng ngã ba tranh. Vui chơi đàn hát tận thành thì ngập phú hòa nâng đàn tranh chơi đời. Đoạn đoạn tiệc rồi về chơi thoại phủ, đóng đóng cân đài thank you.
chiến thắng các quan tả cơ hiếu đôi ngưỡng ban đao đền lệnh truyền thoại bội đôi hàng khai quang xong nhan thấp cờ diệu quang miên chiếu từ trung ngã bích tăng cung giảng kim phụng hoàng thân cần thánh chúa tiên trung vương dâng dâng lan sơ hồng ngọn nguyện phong đi dâng dâng lan sơ hồng để trước cộng đồng nghi phật thanh chứng minh chứng ma chứng đàn quan bê chứng ma chứng đàn cuồng phủ đệ tử muôn hạt tốt tươi ơn trên tiếp lộc ba ba tạ
thương thiên bình đang đang trình nghỉ tâu đô Phật với thiên đường lối được bảy đời qua tu Phật nín chín kiếp nghi mười đời mới lên
vận cơ lệnh quan truyền thiên đội vạn cơ quan tận bây giờ người chắc sáng anh linh trước là khám xét điện đình khám xét điện đình trước về khám xét điện đình sau là tu trong hết tà kinh phen này oai ra trần thấy bia tay ngự lên đồng tử quan cứu xây dương gian cứu đầu đồng thời đấy bình bình an đệ nạp thiên tảo sớ vắng đệ nạp thiên cao tâu về cho tới cung cao đệ đình tâu về thủy thế long kinh tài mã dâng lên im ngân tài mã dâng lên đi quan tuần tâu đôi chúng đàn duyên long thành độ cho họ nguyện trường sinh cửa nhà phú quý khang linh lộc tài độ cho già trẻ gái trai đồng gia tiên chủ lộc lộc tài thiên xuân người về chắc sáng lưu ân
là sát thủy tấm ách chủ tài cắt dây âm trực xóa tội trần gian á. Quan lớn trung tâm đưa dòng tu đây họ Nguyễn nhỉ. Nhất tâm tưởng phản tâm đài tu thiết lễ ghi đăng cả và thủ kim ngân tài phá nó thức quan lớn ta à. Thế mà ta cho từ nay trở đi từ kỳ về sau thân cung được khang thái gia đạo được bình an. Chốn ta chung trong ấm ngoài êm nước chảy một dòng thuyền xuôi một bến cho có ra có bản có gần có suối trên tô đối biển thánh như đánh bắt ra chung cho mãn triều xế bóng nhỉ. Thế mà quan lớn trung tâm cho lời kêu tiếng khấn của pháp sư à, trung tâm cho đồng đền đồng điện tay quỳnh tay quế văn đàn tiếng hát nhỉ, các ghế bốn phủ nhỉ, dân thôn bản hạ nhỉ, nhà nào lộc đấy nhà nào cũng đấy nhỉ, tài như duy sĩ mà lộc thượng vân lại á. Tiếng loa đồng
vòng vòng nước bên sông Chanh. Ngọn đao bách chiến tung dâng tiến
đổ ai cũng được mặt mặt hoa xa hồng. Một con nguyện một lòng chi kinh, xin lễ nghi chẳng tinh tinh với ai. Xin ông gian phúc phúc trừ ta, cho con được chữ lộc lộc tài công công danh. Tôn quan điện